Và bây giờ cũng là món quà đầu tiên mà chúng tôi gửi khởi xướng để tạo nền móng cho live âm nhạc. Một ca khúc phải nói là gửi tặng chung cho tất cả vị khách, gửi riêng cho gia đình bên ngoài và chú rể cô dâu với nhạc phẩm Ơi Con Sông Ngàn Phố qua sự tham gia biểu diễn của nữ sĩ Minh Nguyệt. Xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe. Vâng, lời tiên cho phép Minh Nguyệt sẽ tới lời chào trân trọng nhất. Hồ Chí Minh vẫn ngang con đường tám đường lên.
trước bàn cũng có gì đâu xa, rừng thắm nở hoa chờ đợi anh trở về. Ngàn cố của hôm nay hương vẫn cay, mùi vẫn mặn mà nghĩa tình càng sâu nặng với con cá mặn với bạn che xanh. Mà rằng đi